Phim của Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân bất ngờ hot trở lại. Tinh Hán Sáng Lạng và Thương Lan Quyết là hai bộ phim lên sóng đợt hè năm 2022. Sau 2 năm, bộ phim bất ngờ hot trở lại vì lý do bất ngờ. Theo các blogger, hiếm có hai bộ phim nào lên sóng cùng một thời điểm, nhưng ngang tài ngang sức như hai bộ phim này, cả hai cùng thuộc thể loại cổ trang, do dàn Tiểu Hoa Tiểu Sinh lứa sau 95 diễn chính, tuy có nội dung khác nhau hoàn toàn, nhưng đều vô cùng hấp dẫn, được người hâm mộ yêu thích và đạt lượt xem lẫn điểm đu ban khủng. Hiện tại, nhiều bộ phim thuộc các nền tảng khác nhau lên sóng cùng thời điểm, nhưng không có nhiều điểm chung để đặt lên bàn cân so sánh. Hơn nữa, đa phần thành tích của những bộ phim này đều chênh lệch nhau khá nhiều, không có sự gây cấn trong cạnh tranh thành tích. Điển hình có thể kể đến Khánh Dư Niên Ba, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng Thiên, Diên Hy Công Lược. Sau thành công của Tinh Hán Sáng Lạng và Thương Lan Quyết, sự nghiệp Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân đi theo những hướng khác nhau hoàn toàn. Trong khi Triệu Lộ Tư ngày càng nổi tiếng với loạt phim thành công như Vụng Trộm Không Thể Giấu, Thần Ẩn, thì Ngô Thư Hân có thành tích phim ảnh bết bát, không còn bất cứ bộ phim hot nào sau Thương Lan Quyết. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang tiến hành quay bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, đóng cặp cùng Trần Vĩ Đình. Trong khi đó, Ngô Thư Hân đang quay Xuyệt Nhà Vua Đang Ngủ Đông, đóng cặp cùng đàn em Lâm Nhất. Lưu Diệc Phi đẹp đến mức nào mà lu mờ cả Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch dù đã qua thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Tối ngày 8 tháng 6, câu chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi và Đồng Đại Vĩ đã chính thức lên sóng trên đài CCTV8 và nền tảng Tencent Video. Bên cạnh câu chuyện rating, quảng cáo, cùng hiệu quả phát sóng, độ thảo luận liên quan đến nhan sắc và diễn xuất của Lưu Diệc Phi cũng lần nữa trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất. Theo đó, nhân vật Hoàng Diệt Mai do mỹ nữ họ Lưu đảm nhiệm đã thu hút khán giả ngay từ tập đầu tiên. Trong phim, Diệt Mai được miêu tả là một cô gái xinh đẹp, độc lập, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ. Lưu Diệc Phi là nữ diễn viên sinh năm 1987, nhưng lại nhận được nhiều lời khen ngợi. Khi hóa thân vào nhân vật ở độ tuổi 20, nữ diễn viên có ánh mắt linh động, nụ cười rạng rỡ, mang đến hình ảnh của một cô gái đang tuổi thanh xuân. Trong khi đó, lứa Tiểu Hoa cuối 8X gồm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hay Lưu Thi Thi lại khiến người xem mệt mỏi khi cưa sừng làm nghé. Với những bộ phim phát sóng thời gian qua như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng Thiên, Nhất Niệm Quang Sơn, Giữ Phượng Hành, dàn nữ diễn viên ít nhiều bộc lộ dấu hiệu tuổi tác. Dương Mịch sinh năm 1986, khiến nhiều người thất vọng khi thể hiện ánh mắt vô hồn mệt mỏi và thiếu sức sống. Trong Cáp Nhĩ Tân 1944 và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng Thiên, để nói rằng trong dàn Tiểu Hoa 85, Dương Mịch là người bộc lộ rõ nhất dấu hiệu tuổi tác, dù được ca tụng nhan sắc chuẩn nữ thần. Là diễn viên cùng lứa với Dương Mịch, Lưu Thi Thi sinh năm 1987 cũng vướng phải vấn đề tương tự trong Nhất Niệm Quang Sơn. Dù được khen ngợi về diễn xuất, nhưng trạng thái gương mặt của nữ diễn viên không còn đủ linh động để đóng vai chính trong phim cổ trang tiên hiệp, vốn đòi hỏi cao về thần thái. Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, khi xuất hiện trong Giữ Phượng Hành, đã mang đến những thước phim hành động mãn nhãn, được khen ngợi với các cảnh múa thương dứt khoát. Tuy nhiên, so với thiết lập nhân vật trong truyện, Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận không ít những bình luận trái chiều, khi không đáp ứng được về mặt ngoại hình, phải nhờ đến hóa trang để thể hiện một phần khí chất Bích Thương Vương Thẩm Ly. Sự khác biệt của các diễn viên thuộc nhóm 1986 và 1987 đã tạo nên làn sóng so sánh trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, cuộc sống vui vẻ thoải mái, ít lo nghĩ và chưa lập gia đình, đã lưu giữ sự trẻ trung, cùng đôi mắt tràn đầy sức sống của Lưu Diệc Phi. Điều đặc biệt trong phim Bạch Lộc mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh không làm được. Thời gian gần đây, Bạch Lộc là cái tên nhận được nhiều sự chú ý bên cạnh Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh. Tuy không có bất cứ bộ phim nào được công nhận là phim bạo, với thành tích khủng trong thời gian lên sóng, nhưng hầu như bất cứ tác phẩm nào của Bạch Lộc cũng có hiệu ứng đuôi dài rất xuất sắc. Hiệu ứng đuôi dài được hiểu là thành tích của bộ phim tiếp tục tăng lên trong thời gian dài sau khi phim đã kết thúc. Hiệu ứng này là một trong những yếu tố được nhà sản xuất yêu thích nhất, vì có thể kiếm được lợi nhuận bền vững và lâu dài, ngay cả khi phim đã ngừng chiếu. Bộ phim Chiêu Dao lên sóng từ năm 2017, có thành tích không quá tốt trong thời gian lên sóng, nhưng tính đến năm ngoái, tổng lượt xem phim đã phá 5 tỷ, bình quân khoảng 90 triệu view. Châu Sinh Như Cố và Nhất Sinh Nhất Thế lên sóng năm 2021, hiện tại đã có hơn 60 triệu và 90 triệu view, cho thấy tỷ lệ xem lại phim rất cao. Lên sóng cuối năm 2023, Ninh An Như Mộng vẫn đang xếp top 3 phim có lượt xem cao nhất trên nền tảng EQG. Dù nửa đầu năm 2024,
nền tảng này liên tục ra các dự án cũng như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng Thiên. Tuy đang có danh tiếng khá tốt, nhưng nhiều người cho rằng Bạch Lộc đang dần đi vào vết xe đổ thất bại của đàn chị Dương Mịch. Hiện tại, nữ diễn viên đa phần nhận đóng phim cổ trang ngôn tình với giá trị thương mại cao, các vai diễn na ná nhau và không thể hiện sự tiến bộ trong diễn xuất. Nếu không có hoạch định lâu dài cho sự nghiệp, đến khi lớn tuổi hơn, nhưng khả năng diễn xuất vẫn yếu kém, rất có thể Bạch Lộc sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như Dương Mịch hiện tại, quá già để đóng ngôn tình, nhưng quá non để đóng phim chính kịch, yêu cầu diễn xuất cao. Ba sao nam hoa ngữ hợp với phim cổ trang nhất hiện nay, ai cũng phong thần cả. Với tầm ảnh hưởng của phim cổ trang, thì dàn sao nam hoa ngữ xuất hiện trong dòng phim này nhiều vô số kể, tuy nhiên, đạt được tầm sinh ra để đóng phim cổ trang thì không nhiều, ngoại hình nổi bật chưa chắc đã gánh được những tạo hình cổ trang. Dương Dương. Bộ phim đầu tay của Dương Dương là cổ trang, dù khi đó nam diễn viên chính ít vẫn còn khá trẻ, nhưng không ai có thể phủ nhận, anh rất hợp với dòng phim này, tuy nhiên, định hướng sự nghiệp của Dương Dương chưa bao giờ là cổ trang, khi những năm sau đó, anh tập trung nhiều hơn cho các dự án hiện đại. Đương nhiên, những dự án giúp chàng nam thần này vang danh, hầu hết cũng là phim hiện đại, từ Thiếu Nữ Toàn Phong, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, cho đến Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Dương Dương rất hợp cổ trang, nhưng có một điều lạ lùng là anh rất khó tạo được danh tiếng thể loại này. Vũ Động Càn Khôn và Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa thất bại, Thả Thí Thiên Hạ nhận về nhiều phản hồi tiêu cực, đã khiến anh không quá chấp niệm với dòng phim này. Nhưng khoảng thời gian trước, Yuku đã thuyết phục được Dương Dương tham gia Phàm Nhân Tu Tiên. Đây là dự án kinh phí lớn của nền tảng và được khán giả hết sức quan tâm. La Vân Hy. Thuở mới vào nghề, La Vân Hy thường chọn cho mình những kịch bản hiện đại. Lúc đó, La Vân Hy cũng không được đánh giá cao về ngoại hình, nên các nhà làm phim cũng ít khi mời anh, đặc biệt là trong những dự án cổ trang. Nhưng may mắn đã đến với La Vân Hy, khi anh được mời đóng vai nam phụ trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Thành công ngoài mong đợi của bộ phim này cũng đã giúp ngôi sao 8X trở thành một trong những mỹ nam cổ trang tiềm năng trên màn ảnh hoa ngữ. Chính vì dáng vẻ phiêu dật trong phim cổ trang, nên La Vân Hy đã được các đạo diễn của dòng phim này săn đón nhiệt tình, thường xuyên được ưu ái giao cho các dự án cổ trang, lại có diễn xuất ổn, nên những phim anh tham gia đều nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả. Chỉ là, La Vân Hy cũng không muốn bản thân bị bó buộc trong các dự án cổ trang, nhưng đáng tiếc, nam diễn viên Trường Nguyệt Tẩn Minh lại chưa thể tỏa sáng trong những bộ phim hiện đại. Thành Nghị. Khác với La Vân Hy, Thành Nghị kể từ lúc bước chân vào làng giải trí, đã có xu hướng đóng phim cổ trang nhiều hơn, nhưng may mắn đến với anh khá muộn, mãi cho đến khi bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân sát lên sóng, thì Thành Nghị mới có cơ hội tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ. Khán giả xem phim, ai cũng trầm trồ trước những tạo hình cổ trang bắt mắt của Thành Nghị, vậy nên, cũng chẳng có gì lạ khi mấy năm qua, anh thường xuyên nhận phim cổ trang, những kịch bản anh nhận được phần lớn đều thuộc dòng phim này. Việc quá hợp với phim cổ trang dường như đã hạn chế sự phát triển của Thành Nghị bên những dòng phim khác, đặc biệt là hiện đại. Trong những năm qua, Thành Nghị cũng cố gắng thay đổi và đóng phim hiện đại, nhưng kết quả cũng giống như của La Vân Hy. Những cố gắng khó được đền đáp này có lẽ đã khiến Thành Nghị từ bỏ phim hiện đại để tập trung cho cổ trang, khi dự án nằm kho và sắp tới của anh chủ yếu vẫn là cổ trang thần tượng, thuộc sở trường của nam diễn viên. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.